pretty soon, I hope. Okay. I think she's already in there. Okay, thank you. Hi, folks. Have a good phone. I got that off title. We are on the first one. Over here, the best spot where the commercial photographers always put their tripod right there. I can try to do it. And some can fly. That's really good. Can you do it? The best camera spot is right over there where that loop is. That's where all the commercial photographers put their tripod. Yeah. No. This one they fly in Vietnam. Bà Sáu lên máy bay bay á. Lớn. Cứ trèo vô vậy ngồi. Rồi đứng ngồi vậy. Chụp hình. Đứng chân gì sao đứng con chụp tất cả đây ngồi. Sao đứng lên. Rồi. Ai làm phi công? You know, and he can fire rockets too. Wow. Đứa này F5. Yep. And you saw it in the movie Top Gun. Yeah. They painted it black and called it a MiG-18. Yeah. It was a little F5. Wow. Watch your head. Watch out. Coi chừng đầu á. Be careful, you don't trip forward. Okay, hold on to the side. Con ngồi bên này 2-3 cháu giật ngồi lắm. Thì ghê quá con. Thôi đi. Cái này đỡ bà Sáu con.
Yeah, we'll see what does it look like. Có gì vậy nè. Bây giờ con với bà cháu đứng xưa nước chút nữa đó. Hồi đó nó di tản con nít á, là nó di tản bằng cái này nè. Ok. Mặt lên. Mặt chân. Ôi. Đó là áo giáp đó con. Nó vô con quay cái áo, đưa cái áo bên kia lên. Lấy cái tay ra, nó chỉ nó vậy thôi, chứ nó không có cái gì đâu. Ồ. Cầm cái báo, cầm cái. Tại vì cái này nó trúng đạn mà sao? Nó bắn mà đạn nó vô nó đâu có ấy. Chứ còn ok. Nào bà xã. Bảo phụ với mẹ, nhắn cho bà Sáu. Chọc thương, bây giờ bà Sáu bỏ ở trong đầu vô cho nó. Nó vậy đó. Bây giờ Sáu giữ cái mắt kiếm sao nhằn rồi. Rồi, bà Sáu đã chắc chết. Không có sao, hết Sáu đã chết. Rồi, đó, làm lính Mỹ. Dạ. Con lấy cái tờ giấy ra bàn, con bỏ xuống dưới cho mẹ. Bảo. Mẹ nghĩ là con đứng trước cái bàn này đi. Để đứng xích lên nữa. Ok rồi, bà Sáu cũng đứng lên. Con đứng xích qua bên này đó, mẹ không muốn thấy cái bàn, con hiểu không? Rồi. Hình này lạ tiền nhất à. Hình này đẹp lắm nè, Sáu thấy không? Đó. Thấy đẹp không? Hai bà cháu. Rồi bây giờ con ngồi xuống đi Bảo, con với bà Sáu ngồi xuống đi. Trời ơi. Lính con với lính già. Bảo ngồi sát trong. Đó, rồi con ngồi để vậy lại lính bà Sáu. Đặt cái tựa là lính con và lính già. Rồi. Cái này là tụi nó thả, nó tới lúc mà nó ấy, tao nó xuống rồi tụi nó nhảy xuống mà tụi này. Chứ đó nó nhả ra đây. Xe hơi chạy lên được đó. Cái nhỏ vô là có nón nữa. Hồi nãy mình không dỡ cái này ra để mình dừng cái kiến. Mình dừng cái kiến, Cái này là cái cockpit của nó.